trên sân. Trần Thái Huy, Yusunov tuyệt vời. Khi mà vừa nhắc đến Yusunov thôi, anh đã dọn cổ một cách có thể nói không thể thuận lợi hơn nữa dành cho số 5 Ngọc Sơn, dễ dàng ghi bàn cận thành 1-0 cho Hồ Chí Minh City Wings. Tình huống chạm bóng có thể nói là cực kỳ nhạy cảm của ngoại binh Arthur Yusunov, vừa vặn để Ngô Ngọc Sơn băng vào dứt điểm dễ dàng. Khi anh chủ động đứng che chắn, tuyệt vời, 1-0 Châu Đoàn Phát, một cái tên rất đáng chú ý của Cần Thơ Catfish đã ghi bàn. Và bàn thắng xuất phát từ sai lầm của Cổ Trí Kiệt. Ngay sau lời khen của anh Trí Viễn thì Cổ Trí Kiệt đã mắc một sai lầm có thể nói là chết người. Đó là một tình huống mà các cầu thủ Cần Thơ Catfish có cơ hội 2-1, và dĩ nhiên là họ Cổ Trí Kiệt. Tình huống cướp bóng là của cầu thủ áo số 6 bên phía Cần Thơ Catfish. Dứt điểm, tuyệt vời, đó là Nguyễn Minh Trí. Rất đẹp mắt, một pha phối hợp cực kỳ điềm tĩnh và ở một cự ly khá xa, nhưng Minh Trí lại dứt điểm rất gọn gàng. Bóng đi chìm, bóng đi xuyên qua hai chân của Xuân Du. Có khoảng trống để dứt điểm và tỷ số là 2-0. Đó là một câu lý giải vì sao Xuân Du luôn là một nhân tố cực kỳ cần thiết và quan trọng trong đội tuyển Futsal Việt Nam. Ở tình huống này thì hàng phòng ngự của Cần Thơ Catfish đã để lộ qua ra quá nhiều khoảng trống. Cú dứt điểm của Xuân Du thì cũng cực kỳ. Pampertas, Minh Trí, và đó là bàn thắng. Chính xác đó là Quang Toàn, một tình huống xoay người quen thuộc của một pivot. Bàn thắng thứ hai ở mùa giải năm nay của Trần Quang Toàn. Rất nhanh, rất tuyệt vời. Đây là một tình huống che bóng, xử lý và xoay người dứt điểm tuyệt vời của Quang Toàn. Chính là hơi mạo hiểm, nếu như đối phương có được bóng thì đó sẽ là một tình huống phản công. Phản lưới nhà. Người đã phản lưới nhà là số 6 Phạm Đức Hòa. Đó là một tình huống mà Phạm Đức Hòa đã tạo nên một đường bóng cực kỳ khó khăn dành cho Vũ Văn Khá. Rất khó. Thật sự mà nói thì đó là một động tác chạm bóng cực kỳ khó của Đức Hòa. Và dĩ nhiên là không phải là Văn Khá hay là có ai đi nữa đứng trong khung gỗ cũng rất khó để có thể cản phá được pha bóng đó. 4-2 cho Hai Trần Hòa. Thêm một lỗi nữa của các cầu thủ Cần Thơ Catfish, và đó là quả đá phạt 10m dành cho Hồ Chí Minh City Wings. Đó là một tình huống mà Trần Văn Vũ rất khôn ngoan, anh đã khiến cho cầu thủ của Cần Thơ Catfish bị bất ngờ bởi pha kéo bóng có thể nói là khiến cho đối phương không kịp trở tay và buộc phạt. Hai Trần Hòa. Thêm một lỗi nữa của các cầu thủ Cần Thơ Catfish, và đó là quả đá phạt 10m dành cho Hồ Chí Minh City Wings. Đó là một tình huống mà Trần Văn Vũ rất khôn ngoan, anh đã khiến cho cầu thủ của Cần Thơ Catfish bị bất ngờ bởi pha kéo bóng có thể nói là khiến cho đối phương không kịp trở tay và buộc phải phạm lỗi với Trần Văn Vũ. Và lỗi thứ 6, quả đá 10m. Và kể từ giờ phút này trở đi, cứ một lỗi thì sẽ có một quả đá 10m dành cho các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings nếu như các cầu thủ Cần Thơ Catfish phạm lỗi. Người được giao trọng trách đá quả đá phạt 10m này là Cổ Trí Kiệt. Đây là một khoảnh khắc rất quan trọng với City Wings. Trí Kiệt, và đã có bàn thắng thứ ba cho Hồ Chí Minh City Wings. Rất tiếc cho Khánh Cường, vừa rồi anh cũng đã chủ động băng ra rất sát với vị trí đá phạt để giữ đúng khoảng cách 5m, nhưng cũng không kịp khuỵu xuống. Trí Kiệt đã thực hiện một quả đá an toàn, nhưng thực sự đó là một pha dứt điểm chuẩn xác.